Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu củ loa bass rời của thương hiệu Shika. Đó là cái mẫu 12F4CB. Thì cái mẫu này là loa 12 inch, coil 4 inch. Thì có nghĩa là loa 30, coil 100 đấy. Công suất 700W đến 1400W 81. Thì cái mẫu này là của thương hiệu Shika, một trong những thương hiệu sản xuất củ loa rời hàng đầu thế giới. Mẫu này là made in Italy, nhập khẩu trực tiếp từ Ý về, có COCQ, hóa đơn đầy đủ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái mẫu này. Thì mình không biết là với một cái mẫu mà 30 coi trăm này, thì cái mẫu này là mẫu từ Ferrix 500 Ferrix. Tại vì đợt trước mình đã làm một series về loa Shika từ Neo rồi, thì các bạn có thể tìm lại trên kênh các bạn xem. Bây giờ mình tiếp tục làm một cái series về 500 từ Ferrix, các bạn vui lòng nó xem nhé. Thì từ Ferrix, bởi vậy nó coi trăm thì nó có một cái mặt 500 khá là bự, khá là to. Thì mình không biết các bạn thích lắp cái loa gì với cái mẫu này. Thì mình đã từng lắp cho khách loa Lion Ray đôi bằng cái mẫu này rồi, âm thanh rất là ok luôn. Mình lắp một cái loa Lion Ray đôi hai cái bass 30 như thế này, cộng với đó là hai cái càng neo của Shika luôn, đánh rất là lớn, đáp cho một cái đoàn ca múa nhạc ở miền Bắc. Ok, thì đây là cái mẫu Shika 12F4CB. Thì cái dòng 500 từ Ferrix thì nó được ký hiệu là F12 in, F4 là F coil 4 in. Còn những cái dòng nail thì nó có sấp, thì nó có ký hiệu là, thường thì sấp thì nó làm S, còn full làm K thì nó có ký hiệu chữ K. Thì đây là cái mẫu 12 in coil 4 in. Thì nhìn vào thì chúng ta thấy có một cái mặt 500 rất là bự. Ok, chúng ta sẽ coi cái mặt. Mình sẽ đưa gần cái mặt lại cho các bạn xem. Thì cái này là 12F4CB 8 ohm, made in Italy, 500 rất là bự. Ok. Thì cái khung này, cái khung của loa nó làm bằng nhôm đúc, thiết kế rất là đẹp. Thì nó thiết kế theo cái mẫu mẫu nó chuyên chuyên làm cho loa từ Ferrix. Còn cái mẫu mà thiết kế cho loa từ Neo thì nó sẽ làm cái kiểu khác, cái khung kiểu khác, mảnh hơn. Thì nó nhìn đầu tiên thì chúng ta thấy nó có một cái 500 rất là lớn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ khám phá từng chi tiết. Thì hai cái chạm vào dây loa này nó làm đúng kiểu của Shika. Thì cái chạm âm này nó làm lõm xuống, và cái chạm dương này nó làm lồi lên. Thì ngay cái chỗ này, phía trong này nó có cái logo của Shika, nó in nổi này. Và dưới khung thì nó in chìm cái chữ địa chỉ website rất là tinh xảo. Thì loa này là loa 30. Thì cuộn dây là coi đó, coi 100. Cuộn dây bằng đồng với cái khung là bằng cái chất liệu cáp tinh. Cuộn dây với chất liệu khung là cáp tinh, hay là còn gọi là cáp tinh, hay là còn gọi là giống như là polymer đó. Ok, tiếp đây là cái màn nhện. Màn nhện thì nó làm bằng cái công nghệ chéo kép.
là Dual Crossover đó, công nghệ đép chéo kép, nó sẽ cho cái sóng âm liên tục. Rồi thì kế đến đó là cái găng loa. Găng loa thì găng loa làm dạng vải với cái công nghệ DAC, DAR, găng loa cái công nghệ độc quyền của Sika, DAR. Rồi còn cái màng này thì màng loa này nó làm bằng bằng giấy với cái công nghệ xử lý chống thấm bề mặt, chống thấm nước bề mặt. Rồi thế thôi, rất là đẹp. Thì cái loa này nó có độ nhạy là 97.8 decibel, giải tần số là từ 45 đến 3000 hạt, nặng 11.7 kg. Thiết kế rất là đẹp. Thì cái loa này chúng ta có thể lắp loa full, loa kiểm âm, loa lan ray, hoặc là lắp karaoke cũng được. Thì hàng này nhập khẩu chính ngạch từ Ý, made in Italy, có COCV hóa đơn đầy đủ. Thì các bạn có thể tham khảo thêm cái chi tiết cái sản phẩm này cũng giống như là nhiều cái mẫu khác nữa của Sika tại cái đường link website bên dưới. Trên website có giá tham khảo, thì hiện mình đang có giá tốt các bạn, nếu các bạn cần thì các bạn có thể gọi trực tiếp để có một cái mức giá tốt. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, vui lòng nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.